Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là thời gian dành cho chương trình Tây Bắc chuyển động phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật nhất vừa diễn ra sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Hà Giang nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện. Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tại Tuyên Quang. Độc đáo chợ quê của người Mông Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Thông tin về thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ khép lại chương trình. Trước hết là phần tin, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Trong 4 tháng đầu năm 2023, tại các cửa khẩu của tỉnh Điện Biên, hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra sôi động, lượng hàng hóa có chiều hướng tăng lên. Theo thống kê của lực lượng hải quan, tính đến ngày 15 tháng 4 năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh Điện Biên đạt gần 19 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt trên 15 triệu đô la Mỹ, tăng 86% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu đạt 3,6 triệu đô la Mỹ, giảm hơn 42% so với cùng kỳ. Để duy trì đà tăng trưởng, Điện Biên đã và đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại tại khu vực biên giới, các chương trình xúc tiến thương mại kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm thu hút hoạt động phát triển thương mại biên giới, đồng thời thực hiện các giải pháp nhằm tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp xuất nhập khẩu hoạt động qua các cửa khẩu của tỉnh. Theo nhận định của cơ quan y tế Sơn La, đến nay nồng độ kháng thể của vaccine phòng COVID-19 trong cơ thể con người đã giảm dần theo thời gian. Do vậy, tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 để đạt hiệu quả bảo vệ cao nhất. Theo Sở Y tế tỉnh Sơn La, trong số 70 trường hợp mắc bệnh của năm 2023, tính tới ngày 24 tháng 4 thì có 5 trường hợp mắc COVID-19 chưa tiêm vaccine do là trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, thuộc đối tượng chưa được tiêm vaccine. Ngay sau dịp nghỉ lễ, Sở Y tế tỉnh Sơn La sẽ rà soát lại các đối tượng đến lịch tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4, xây dựng kế hoạch triển khai tiêm cho các đối tượng phù hợp với từng địa phương, tăng cường công tác truyền thông, huy động sự vào cuộc của chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể để triển khai quyết liệt việc rà soát vận động các đối tượng tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, nhất là với các nhóm có nguy cơ cao. Tỉnh Lai Châu dự kiến tuyển gần 5.800 học sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024. Tỷ lệ tuyển sinh này tăng hơn 10% so với năm trước. Năm học 2022-2023, dự kiến toàn tỉnh Lai Châu có 9.204 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Tổng số học sinh dự kiến tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 là 5.779 em, tương đương 62,8% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Trong đó, trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn dự kiến tuyển 210 học sinh, các trường phổ thông dân tộc nội trú tuyển 1.033 học sinh. Những trường trung học phổ thông còn lại tuyển hơn 3.400 học sinh. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Hướng nghiệp tỉnh, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên các huyện dự kiến tuyển 1.115 học viên. Tỉnh Lai Châu sẽ tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 đối với tất cả các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú trong toàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, Công ty Điện lực Hà Giang đã tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và tuyên truyền trong nhân dân việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, nhất là vào thời điểm đầu mùa mưa bão. Hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân. Những vụ việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Hà Giang vẫn diễn ra phổ biến do nhận thức còn hạn chế của một bộ phận người dân. Ngoài ra còn do việc cấp quyền sử dụng đất bị chồng chéo giữa đất ở của người dân và đất thuộc hành lang an toàn lưới điện. Tại các vị trí vi phạm, Công ty Điện lực Hà Giang đều đã cắm biển cảnh báo, đồng thời phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền cho người dân việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, nhất là vào thời điểm đầu mùa mưa bão. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, nhiều hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu chính đáng. Năm 2020, gia đình chị Lò Thị Ngữ,
xã Lang Quán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho vay 100 triệu đồng từ chương trình hỗ trợ nuôi trâu sinh sản. Với sự cần cù chịu khó nên kinh tế của gia đình chị ngày càng ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững. Trâu của tôi từ lúc mua về thì nhờ sự chăm sóc của gia đình chúng tôi nên phát triển rất là nhanh. Từ đó là gia đình tôi đã thoát khỏi hộ nghèo. Nhằm cung cấp nguồn vay kịp thời, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Sơn đã thực hiện các phiên giao dịch định kỳ tại các xã, thị trấn để người dân, tổ chức chính trị xã hội, các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện giao dịch theo đúng quy định. Qua đó giúp người dân dễ dàng tìm hiểu các thông tin về chế độ, lãi suất, thủ tục vay vốn và được cán bộ ngân hàng kịp thời hướng dẫn giải thích các vấn đề còn thắc mắc. Hiện nay, dư nợ của ngân hàng đạt trên 728 tỷ đồng cho trên 16.000 khách hàng vay thông qua 453 tổ tiết kiệm và vay vốn. Để giải ngân đến bà con thì chúng tôi cũng tiếp tục tăng cường hơn nữa về công tác hướng dẫn hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ để cho làm sao mà bà con được giải ngân một cách nhanh chóng, kịp thời tại các điểm phiên giao dịch. Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định, xét duyệt cho vay, kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, bảo đảm sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả, góp phần vào chương trình giảm nghèo của địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, đặt chân đến mảnh đất nằm trong vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, du khách không chỉ được hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn được trải nghiệm và tìm hiểu những phong tục tập quán địa phương, trong đó có chợ sản vật người Mông với nhiều nét độc đáo riêng có, thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, mua sắm. Chợ quê của người Mông ở xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái chỉ diễn ra vào các dịp lễ hội của địa phương. Chợ có nhiều sản vật phong phú do người Mông nơi đây tự nuôi trồng sản xuất hoặc được thu hái khai thác từ suối, từ rừng. Cứ vào những cái dịp lễ hội lớn thì là đồng bào dân tộc Mông chúng tôi thì là hay mang những cái sản phẩm mà chính đồng bào chúng tôi làm ra trồng để mà mang ra bán, ví dụ như là bánh dày này. Lần đầu tiên lên trên này, thật sự là mình thấy khá bất ngờ về con người ở đây, khá là thân thiện, khí hậu thì tuyệt vời. Còn để được thưởng thức thì ở đây có món ốc, mình thấy là ngon. Ốc ở đây nó giòn, nó cảm giác nó sạch, mà nó có vị gì đó nó khác với ốc ở dưới kia. Đấy, hai nữa là rau thì nó có nhiều vị lắm. Mình ăn thử rau nó giòn này, nó có vị đắng có, vì có loại bùi, nói chung là khá là đa dạng. Điểm nhấn tạo nên nét đặc biệt của chợ quê người Mông là ngoài việc bày bán các sản vật, các sản phẩm đặc trưng, còn có các gian hàng ẩm thực với nhiều món ăn mang đậm nét văn hóa của đồng bào nơi đây, như thắng cố, lẩu cá tầm, mèn mén. Đặc biệt tại đây, du khách đã cùng tham gia các trò chơi dân gian, thưởng thức các tiết mục kèn môi, múa khèn, múa gậy sinh tiền của người Mông do chính những chàng trai cô gái người Mông biểu diễn. Du khách đến làng Hẩu thì có rất nhiều món ăn lựa chọn. Những cái món khách ưa thích nhất và ngon nhất ở làng Hẩu là có món cá tầm nướng là nuôi thiên nhiên tại làng Hẩu. Và món ốc dạ là gọi ốc nứa. Làng Hẩu là có món ốc chả lam ốc nứa và ốc lam ốc nứa. Đối với những ngày lễ lớn này thì xã thì cũng đã làm mấy cái gian hàng. Đồng thời là mỗi một thôn là có một cái gian hàng nông sản riêng. Các cái hàng nông sản đấy trong đó thì bao gồm như là rau dớn, rau cải và rau bí là do là chính người địa phương mà sản xuất ra. Đồng thời thì có các cái bánh rán bánh dày đấy thì cũng là do là người địa phương từ tay của người dân thì nó khá giá ra. Chợ quê sản vật của người Mông chính là dịp để người dân xã Nà Hầu được giao lưu văn hóa giữa các vùng miền, góp phần quảng bá các sản phẩm của địa phương, từng bước thu hút du khách đến tham quan, khám phá vẻ đẹp của rừng sinh thái Nà Hầu, sự kỳ thú của hang động, thác nước và thưởng thức các sản vật của người dân địa phương. Thông tin thời tiết các tỉnh trong khu vực đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 5 năm 2023.
Tỉnh Lào Cai có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tỉnh Lai Châu nhiều mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Tỉnh Điện Biên nhiều mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tỉnh Sơn La nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Tỉnh Yên Bái nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tỉnh Hà Giang nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tỉnh Tuyên Quang nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tỉnh Phú Thọ nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về thời tiết các tỉnh trong khu vực đã khép lại chương trình Tây Bắc Chuyển Động của Đài Phát Thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.